Tôi đang chia sẻ cho bạn chị em đặt bài học trong chương trình của cuốn sách 3 Chiến trường Thục Linh. Chúng ta đã học hết 4 chương, bây giờ chúng ta sẽ sang chương thứ 5. Tôi sẽ chia sẻ cho bạn chị em. Hy vọng rằng những điều ở trong cuốn sách này cùng với lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta nhận biết Chúa và có một đời sống đắc thắng. Có ba cái nguồn gốc đồn lũy mà tác giả trong cuốn sách này liệt kê ra. Đồn lũy thứ nhất là thế gian, đồn lũy thứ hai đó là những kinh nghiệm, và đồn lũy thứ ba đó là những sự dạy dỗ sai lầm về giáo lý. Bây giờ tôi sẽ đi lần lượt một chút để ông bà chị em chúng ta sẽ nắm bắt được từng những cái đồn lũy này để chúng ta cần phải gỡ bỏ. Trong 10 năm hôm trước tôi đã chia sẻ cho ông bà chị em là lời Chúa chúng ta biết rằng là bởi uy quyền đường danh Chúa chúng ta có thể tập đổ những đồn lũy. Đồn lũy là những gì? Là những gì đã được xây dựng rất là vững chắc. Và ma quỷ xây dựng đồn lũy trong mỗi chúng ta. Trước khi lời Chúa có thể xâm nhập vào trong đời sống của chúng ta thì cái đồn lũy nó cần phải bị phá hủy. Và khi mà cái đồn lũy nó được vững chắc thì người ta nói như là nói người này nhưng mà chả hiểu cái gì ấy. Nói xong thì không hiểu một cái gì về lời Chúa. Nghe thì có thể rất là chăm chú nhưng mà xong không hiểu cái gì. Thì tại sao? Là ma quỷ đến cướp đi lời đó. Tại sao ma quỷ có thể cướp đi được? Vì cái đồn lũy ở thế gian, đồn lũy của nó xây dựng vào trong tâm trí của cái người đấy rất là vững mạnh. Cho nên là lời của Chúa như là nước, mà nước mà hắt vào bao nhiêu thì lại bật ra được đó. Cho nên là để lời Chúa có thể thấm vào giống như là nước hắt vào cái bọt đấy. Cái gì gọi là cái mút ấy, thì chúng ta cần phải phá vỡ những cái đồn lũy đó đi. Amen. Và một đồn lũy đầu tiên đó là đồn lũy của thế gian xây đắp ở trong mỗi chúng ta. Cái đồn lũy của thế gian là những cái gì? Đó là bất cứ những cái gì mà đã hình thành cái con người của chúng ta bây giờ. Trong số quý vị ở đây, người tin Chúa lâu nhất là bao nhiêu năm? 5-7 năm các bạn, chục năm, có thể hơn chục năm. Nhưng mà phần lớn chúng ta là những người mới tin Chúa. Và chúng ta đang sống ở trong cái bối cảnh nào? Sống ở trong bối cảnh một đất nước không tin Chúa. Và cái nền giáo dục của gia đình, của nhà trường, của xã hội là những nền giáo dục không tin kính, không đúng với đường lối của Kinh Thánh. Đã xây đắp lên chúng ta một cái hệ thống tư duy. Và cái hệ thống tư duy này nó trói buộc mỗi chúng ta và làm chúng ta không thể kinh nghiệm được quyền phép và không thể kinh nghiệm được sự sống của Chúa. Cho nên chúng ta cần phải gỡ bỏ những cái đồn lũy mà thế gian xây đắp ở trong mỗi người chúng ta. Có rất là nhiều những cái hệ tư tưởng mà thế gian lại xây đắp và ngược lại với lời của Chúa. Ví dụ như những cái hệ tư tưởng về phong thủy. Những hệ tư tưởng về phong thủy cũng là cái dạng hệ tư tưởng thế gian mà ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Và chúng ta hành xử nó một cách gọi là thiếu nhận thức. Mình cũng không nghĩ là mình đang bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng phong thủy đấy. Tư tưởng phong thủy thì phải là nhà hướng này, phải là để đồ này, đồ kia thì mới làm ăn phát đạt. Đấy là những cái tư tưởng của phong thủy. Nếu những cái tư tưởng ấy còn ở trong cơ đốc nhân không? Nó vẫn còn đấy, nó vẫn còn đấy. Bây giờ tôi nói một ví dụ đơn cử cho quý vị. Nó còn ở cái nào? Ngày Tết quý vị có cây quất và cây đào không? Tại sao quý vị nhất thiết phải có cây quất và cây đào? Bởi vì cây quất là nó có quả. Và quý vị đi chọn quất là quý vị chọn cái cây quất mà vừa có quả xanh, vừa có quả chín, vừa có hoa. Đấy là tư tưởng của phong thủy. Nhà quý vị có cái đào đúng không ạ? Cái đào nó màu gì? Màu đỏ, là tượng trưng cho sự may mắn. Đó. Cơ đốc nhân chúng ta cũng có những cái cây đấy ở trong nhà. Tôi không nói rằng treo những điều đấy là sai. Nhưng mà nếu như chúng ta làm nó giống như là cái hình thức của những người chưa tin Chúa thì lại là sai. Đó. Chúng ta có thể để bất cứ một cái gì vào trong nhà, nó cho nó có không khí ngày Tết. Nhưng cái tư tưởng của phong thủy nó cần phải gỡ bỏ ra khỏi mỗi chúng ta. Đó. Và tư tưởng của phong thủy nó ảnh hưởng rất là lớn trên mỗi một chúng ta. Quý vị thấy rằng là
khi người ta đi chọn nhà, có một số nơi người ta sẽ không chọn để ở, ví dụ như là gần chùa, gần cái địa. Đâu nữa? Gần chùa, gần cái địa là người ta không ở. Đâu nữa? Là nơi mà người ta không chọn nhà để gần buộc. Gần nhà tù, gần bệnh viện. Đúng không ạ? Đấy là nơi mà những người không tin Chúa họ tin rằng có gì ạ? Có nhiều ma. Có nhiều ma nó theo. Cho nên ở gần nhà nơi đấy là không tốt một chút nào. Đó cũng là tư tưởng của thế gian, nó ảnh hưởng trên tư tưởng của con cái Chúa, của những người Cơ Đốc. Và chúng ta cần phải gỡ bỏ cái hệ tư tưởng đó ra khỏi mỗi một chúng ta. Chúng ta sẽ ở nơi nào? Ở nơi nào Chúa bảo chúng ta ở? Amen. Chúa bảo chúng ta ở giữa các nghĩa trang, chúng ta hãy xây nhà giữa nghĩa trang và không để ai mà sống. Ai mới cho ra? Cái biết này, những cái đất mà ta từng là nghĩa trang đó thì thường nó sẽ rẻ, hoặc là những cái đất mà gần nghĩa trang đó thì sẽ ít người mua lắm. Và không quan trọng cái việc mà chúng ta sẽ ở nơi nào, mà Chúa bảo chúng ta ở nơi nào là Chúa sẽ ở cùng chúng ta nơi đó. Và nếu mà chúng ta ở chỗ mà Chúa không bảo chúng ta ở thì sẽ không có sự chúc phước từ nơi Chúa. Những cái tư tưởng của thế gian thì rất là nhiều, đặc biệt liên quan đến ngày Tết. Liên quan đến ngày Tết thì có rất là nhiều hệ tư tưởng mà từ trước khi chúng ta tin Chúa nó đã hình thành cho chúng ta những cái đồn lý rất là vững chắc. Quý vị có mùng tuổi tiền với người khác không? Tại sao chúng ta phải mùng tuổi? Tết thấy mùng sử mùng tuổi. Nó cũng là một cái văn hóa, nhưng mà tôi nói là cái văn hóa nó bắt nguồn từ một cái niềm tin. Đó là niềm tin. Và nếu như mà chúng ta nghĩ rằng là mình bắt buộc mình phải làm nó, mình nhất thiết mình phải làm nó, thì nó đã trở thành cái điều sai. Nếu chúng ta làm cái điều đấy trong cái hòa nhịp, hòa chung với văn hóa thì nó không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu chúng ta làm trong cái tâm thái là không làm thì mình sai, thì bản thân cái suy nghĩ đấy là sai rồi. Những cái hệ tư tưởng đấy nó không có ở trong tư tưởng của Thánh. Những tư tưởng của thế gian rất nhiều liên quan đến ngoại hình. Chúng ta thấy có những cái tư tưởng của thế gian ở trong tâm thế của chúng ta ạ. Ngày trước khi chúng ta tin Chúa thì có bao giờ chúng ta nghĩ rằng là con gái mà gò má cao là sát chồng của bà. Là con trai mà cao mà gầy mà ngồi mà để cái chân lên thì chúng ta gọi đầu gối quá tài. Làm sao? Bất tài vô dụng. Rồi chúng ta nhìn vào cái môi một người mà có môi thâm thì chúng ta sẽ nói người này là mặt trắng môi thâm là người không tốt, phải không ạ? Hoặc là đôi khi chúng ta nhìn người ta có người mà mắt cứ liếc đi liếc lại cái là chúng ta rất là dễ đưa ra một cái kết luận là đây là người tốt. Nhưng mà có thể trong một tình huống nào người ta cư xử như vậy, nhưng mà không phải tất cả mọi tình huống người ta đều cư xử như vậy, hoặc người ta được đào tạo để mà cư xử như thế, để mà nắm bắt về cuộc sống như thế, hay là những người được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp như là công an hay là làm an ninh thì người ta có cái thói quen như vậy. Nhưng mà nếu mà mình cứ nhìn vào đó mà mình đánh giá, mình định mức người ta thì rất là dễ sai lầm. Thì đó là những cái hệ thống tư tưởng của thế gian mà dễ lắm nó kiểm soát trong tâm trí chúng ta. Lời của Chúa nói chúng ta đừng xét đoán bề ngoài mà hãy xét đoán vào trong lòng. Chúng ta có nhìn được trong lòng người khác không quý vị? Quý vị có nhìn được trong lòng người khác không? Chỉ có Chúa mới nhìn được thôi. Có. Nếu mà chúng ta là tiên tri thì Chúa có thể bày tỏ chúng ta để nhìn thấy được. Và chúng ta đừng xét đoán bề ngoài nhưng mà xét đoán ở trong lòng. Tức là cái động cơ ở trong lòng người ta, nếu mà chúng ta không biết được điều đó thì đừng vội vàng xét đoán. Vì những cái hệ thống tư tưởng như thế nó rất là dễ kiểm soát của chúng ta. Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống cũng là một hệ tư tưởng. Nó cũng đúng, tôi không nói là nó sai, nó cũng đúng vì nó được đúc kết ra từ kinh nghiệm. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ đinh ninh sống vào dựa vào những cái tiêu chuẩn đấy thì rất dễ chúng ta loại Kinh Thánh ra khỏi đấy đó. Những cái kinh nghiệm sống của người Việt Nam chúng ta là rất tốt,
được đúc kết thành ca dao, thành tục ngữ để cho những đời sau dựa vào đấy để mà rút ra những cái kinh nghiệm sống cho mình, nhưng nó không phải là chân lý. Hay là những cái câu như ăn cỗ đi trước rồi lướt theo sau, có phải là câu đúng không quý vị? Cũng là điều tốt, nhưng mà đó không phải là triết lý sống của Cơ Đốc nhân. Ở bầu thì làm cho ở ống thì dài, tất cả những câu đấy đều là những câu rất tốt để cho người ta suy nghĩ và người ta sống theo. Tuy nhiên ông bà chị em hãy nhớ rằng tất cả những cái hệ thống tư tưởng đấy mà chúng ta đã tiếp nhận, nó không phải mọi cái đều phù hợp với Kinh Thánh đâu, và chúng ta cần phải có lời của Chúa, cần phải học lời Chúa để gỡ bỏ những tất cả những cái hệ thống tư tưởng nào đó còn ở trong mỗi một chúng ta. Quý vị có sống với cái tư tưởng là người ta hay nói rằng là cơm đâu mà đãi thóc đâu mà đãi gà rừng, cơm đâu mà đãi người dưng qua đường, các bạn đấy cũng là một hệ tư tưởng. Nếu mà ở nhà bố mẹ nói với con những cái câu như thế thì đứa con nó sẽ sống theo như thế. Thế nhưng mà tư tưởng Kinh Thánh là không phải như thế. Tư tưởng Kinh Thánh là gì? Ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Hãy năng mà tiếp khách, vì có khi tiếp nhầm thiên sứ mà không biết. Đó. Chúa nói rằng là lời Chúa dạy chúng ta là hãy cho thì người ta sẽ cho lại con. Chúng ta thử suy nghĩ xem là trong cái đời sống của chúng ta có những cái tư duy gì mà nó còn đang lấn áp những cái tư duy từ trong Kinh Thánh, thì chúng ta cần phải loại bỏ nó đi. Đôi khi chúng ta sống mà nói một chút về cái việc đất đai, nhiều khi chúng ta cũng bị ảnh hưởng cái tư duy của những người không có Chúa. Chúng ta nghĩ đất này lành, đất kia dữ. Trong Kinh Thánh chỗ nào nói đất này lành, đất kia dữ? Cả trái đất này do Đức Chúa Trời tạo dựng nên. Cả trái đất do Chúa tạo dựng nên, và Chúa nói rằng mọi sự đều tốt đẹp hết, mọi sự đều tốt lành. Khi người ta nói đất này lành, đất kia dữ là do đâu? Do một số người đã ở cái nhà đó thì có người chết, có người bị tai nạn rồi bệnh tật vân vân, cho nên người ta nói là đất dữ. Nhưng mà thực ra dữ là do đâu? Do cái thế lực tăm tối nó ở tại đó. Chứ bản thân cái đất này là không có dữ, vì trái đất này do Chúa và Chúa tạo dựng nên. Thế thì cái việc của chúng ta là đổi đất hay đuổi quỷ? Chúng ta phải đổi quỷ ra khỏi đất, chứ không phải là chúng ta đổi đất. Các bạn anh chị em được. Nên khi mà chúng ta nhận thức được mình là ai trong Chúa và trong lời của Chúa thì chúng ta sẽ đắc thắng. Tôi đã nghe cái câu chuyện này rất lâu lâu lắm rồi, từ ngày mà tôi còn ở Hồng Kông. Ông mục sư kể câu chuyện là ông thánh cần đi mua đất, thề đến thấy đi qua thấy một cái căn nhà biệt thự to lắm để người ta để bán, thế là phải bán rất giá rất rẻ luôn. Thế ông mục sư mới vào, ông mục sư mới vào mua. Thường thường cái nhà mà bán nhà to đẹp mà bán rất rẻ như ở Việt Nam là chúng ta biết là nhà có ma đúng không ạ? Nhà có ma là không ai dám mua hết. Thế ông mục sư hay bà mục sư mua, quyết định mua căn nhà đó, làm một cái biệt thự lớn. Thế đêm đầu tiên nằm ở dưới nhà, thế là gõ cốc 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 ra mở cửa không thấy ai, xong rồi lại đi ngủ tiếp, tiếng chạy bên trên cát. Quý vị có dám ở đấy đâu nếu mà quý vị ở một căn nhà như thế? Đây. Nếu mà chúng ta không có Chúa thì chúng ta cũng sẽ nghĩ là cái nhà này giữ có nhiều con tà ma, cho nên mình không dám ở, sợ nó theo người nhà của mình. Nhưng mà chúng ta biết một điều rằng là chúng ta không đổi đất, nhưng mà chúng ta đuổi quỷ ra khỏi đất. Và nếu mảnh đất nó có sự rủa xả, nhân danh Chúa chúng ta vô hiệu hóa cái sự rủa xả đi. Và sau đó mới đi từng phòng một, đóng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu,
đuổi tất cả các tà linh ra. Từ hôm đấy trở đi là căn nhà nó bình yên và căn nhà đó trở thành cột thánh đóng lại. Với một cái giá rất là nhiều. Quý vị có biết rằng là nếu mà chúng ta suy nghĩ rằng cần phải đổi đất thì những người tin Chúa ở Việt Nam, đặc biệt miền Bắc của chúng ta là chúng ta phải di cư đi hết. Vì cái mảnh đất miền Bắc này, khi mà Trung Quốc tấn công miền Bắc vào những thế kỷ trước thì họ gọi là có những cái thầy phép ấy, họ trấn yểm, họ làm bùa ở trên đất Bắc rất là nhiều để đảm bảo rằng cái đất của Việt Nam chúng ta sẽ không sản sinh ra nhân tài. Vì nếu mà đất mình mà sản sinh ra nhân tài thì sẽ đánh lại họ. Cho nên họ làm cái việc đấy, mà chúng ta biết là Trung Quốc là nổi tiếng với dạng phù phép. Nên khi mà họ đô hộ Việt Nam á, là họ đã làm những việc đấy rồi. Cho nên cái mảnh đất của chúng ta nó cũng có được rất là nhiều sự nguyện rủa. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng là đất này nó có nhiều sự nguyện rủa quá thì bây giờ mình tin Chúa thì mình chịu cách là mình không rời được đất thì mình phải đi rời đi. Nhưng mà đấy không phải là cách của Chúa, không phải là chúng ta rời đi nơi khác, mà cũng không phải chúng ta rời thay đổi đất được, mà chúng ta nhân danh Chúa để chuộc lại những cái sự rủa xả trên đất, nhân danh Chúa vô hiệu hóa và chúc phúc cho mảnh đất của chúng ta. Amen. Cái hệ tư duy và cái đồn lũy của thế gian nó xây đắp vào trong mỗi chúng ta thường gây ra chúng ta những điều gì? Sợ hãi. Thường gây ra sợ hãi. Có phải không quý vị? Thường nó làm sẽ gây ra chúng ta sự sợ hãi. Tôi đã chia sẻ với quý vị, có một lần tôi đi đến Thái Bình gặp một cái cô này, cô ấy nói với tôi là tất cả những người mà rời quê cha đất tổ á, là rời hẳn, nó rời quê cha đất tổ á, thì là không bị cái này sẽ bị cái kia. Và đó cũng là một hệ tư duy. Và cô này là một, cô là người có tiền và cũng ảnh hưởng trên một số người. Thì nếu như mà cô này cô suy nghĩ như thế thì cô sẽ nói rất là nhiều người, là nhiều người cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Và tôi không nghĩ rằng cái hệ tư duy đấy là hệ tư duy thì nó quá lạ so với người miền Bắc của mình đâu. Nói rằng là những người mà rời quê cha đất tổ là sẽ không tốt, không bị cái này là sẽ bị cái kia. Và cái hệ tư duy đấy nó cần phải bị phá sập trong danh của Jesus Christ. Nó ngược lại với Kinh Thánh, vì lời Chúa nói chúng ta là thế nào? Hãy tản mạn ra khắp nơi trên thế giới, làm cho trái đất này trở nên đầy rẫy. Đó là điều mà Chúa nói ở trong sách Sáng Thế Ký. Khi Chúa tạo lên con người, Chúa nói rằng hãy tản mạn ra khắp nơi, chứ Chúa không bảo tụ họp ở một nơi. Có nghĩa rằng là phải rời quê cha đất tổ. Tôi nói tất cả mọi người, nhưng mà phải có những người rời quê cha đất tổ để đi nơi khác thì mới tản mạn ra được chứ. Lúc đầu khi Chúa tạo lên con người thì sao? Ở đâu? Con người ở đâu? Con người ở khu vực ở Trung Đông. Vì vườn Eden ở tại Trung Đông mà. Nhưng bây giờ con người đã có mặt ở đâu ạ? Trên khắp nơi. Quý vị có nghĩ rằng là mình có bị ảnh hưởng với tư tưởng của thế gian không ạ? Có đấy. Bố mẹ nghĩ rằng là con cái phải ở xung quanh bố mẹ. Quý vị có thể bị ảnh hưởng với tư tưởng đấy. Con cái phải ở xung quanh bố mẹ. Tôi nói mong muốn là một điều, nhưng mà nếu như chúng ta để cái mong muốn nó kiểm soát chúng ta thì rất là dễ đến hành động mà chúng ta đòi hỏi con cái nó không được sống xa mình, nó bắt buộc phải ở mình. Thay vì nghĩ rằng con cái phải ở gần bố mẹ, con cái sẽ phải ở nơi nào mà Chúa bảo nó ở. Nếu Chúa bảo con của mình đi Đông Timor, quý vị biết Đông Timor không? Đông Timor bây giờ vẫn đóng khố quý vị. Đóng khố. Trong nào? Ở châu Á, Đông Nam Á chúng ta này. Đông Nam Á chúng ta này.
vẫn đóng cố, người ta vẫn sống ở trong rừng, đàn ông thì có cái dạng cái que tre đấy để đưa vào trong cái chỗ kín để đỡ hại cho kín nữa. Quý vị chưa nhìn hình ảnh người Timor. Điều gì sẽ xảy ra nếu như quý vị nuôi một đứa con gái, cho nó đầu tư cho nó từ bé nó nuôi nó như là nuôi công chúa đấy. Đầu tư đàn piano, nhạc nhung các thứ, lời chúa, tiếng Anh, tiếng Trung, các loại thứ tiếng rồi. Tự nhiên lớn lên Chúa bảo nó: con gái con phải lấy chồng Đông Timor. Hallelujah. Có nhiều bố mẹ nói với con cái là lấy thành phố không được lấy nông thôn, lấy cái kinh không được lấy người dân tộc thiểu số. Tất cả những cái hệ tư tưởng đó nó cũng đều là hệ tư tưởng của thế gian. Con cái của chúng ta sẽ lấy ai mà Chúa muốn nó lấy. Amen. Đi đến nơi nào mà Chúa muốn nó đi, thì lời của Chúa bảo chúng ta rằng loài người phải tặng mạng ra cấp nơi chúng ta sẽ. Và lời Chúa nói rằng con cái sẽ phải lìa cha mẹ, người nam lìa cha mẹ, dính díu với vợ, và hai người cùng nhau một thịt. Những cái hệ tư tưởng của thế gian, nếu như mà nó cứ còn đọng trong tâm trí của chúng ta nhiều ấy, thì lời Chúa không thể nào được. Chúng ta không thể kinh nghiệm được quyền phép, không thể kinh nghiệm được sự sống của Chúa. Nên hàng ngày chúng ta cần phải dằn thắm vào trong Kinh Thánh là như vậy, để xem là còn những cái tư tưởng nào ở thế gian này nó còn đang ở trong cái tâm trí của mình hay không, để mình dỡ đi. Quý vị ơi, hệ tư tưởng thế gian đang ảnh hưởng trên thế giới Cơ Đốc rất là nhiều. Quý vị thấy rằng là bây giờ ngay cả trong hội thánh của chúng ta, quý vị cứ để ý các thanh niên mới lớn đeo khuyên tai, con trai cũng đeo khuyên tai, mà trước kia đeo khuyên tai chỉ dành cho ai? Dành cho nữ thôi. Bây giờ nam giới cũng đeo khuyên tai. Tại sao? Vì họ bị ảnh hưởng bởi những ca sĩ, những diễn viên. Và bây giờ mục sư cản cũng không cản được. Vì đấy quyết định của họ. Và họ nói rằng là đấy là xu hướng. Rồi có những người tin Chúa từ bé ở trong một gia đình Cơ Đốc, thế mà xăm trổ đầy người, mặc dù biết lời Chúa cũng được cảnh báo mà không được xăm trổ, nhưng vẫn xăm trổ. Vì đối với họ, xăm trổ là hợp thời. Và đối với quý vị là thế bình thường phải không ạ? Không xăm trổ là bình thường, nhưng đối với họ là không xăm trổ là không bình thường. Các cháu lớn lên là tự nhiên các cháu có nhu cầu đòi xăm trổ và đòi đeo cái tai. Bởi vì cái ảnh hưởng của thế gian nó rất là lớn. Còn phụ nữ thì sao? Ngày xưa phụ nữ mà mắt xanh mỏ đỏ người ta gọi đó là gái làng chơi. Bây giờ phụ nữ không mắt xanh, không mỏ đỏ thì không được. Chúng ta thấy không ạ? Xã hội đã có thay đổi quá nhiều. Và những cái hệ tư duy nó ảnh hưởng quá nhiều trên đời sống Cơ Đốc. Trong cái đó lời Chúa dạy chúng ta gì? Trong phía rớ: chớ đeo đồ vàng bạc, sắc tóc, mặc quần áo lòe loẹ. Lời Chúa nói như thế. Nhưng hãy tìm kiếm những điều ở bên trong, chất chứa ở trong lòng, đấy là những cái giá quý, sự yên lặng của người phụ nữ, đó là điều đẹp đẽ trong lòng Chúa. Càng ngày thì thế gian này càng trở nên đầy sắc màu và đậm nét. Nếu như hội thánh của Chúa, những con cái của Chúa mà không đẩy lùi đi những cái tư tưởng của thế gian đấy, thì chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng. Có thể thế hệ quý vị thì không sao, nhưng mà đến thế hệ con của quý vị,
khoảng 20 năm nữa quý vị vào trong nhà thờ sẽ khác lắm. Tôi đi đến sang một cái nhà thờ bên Mỹ mà tôi cũng còn giật mình. Tôi đi, khi tôi sang đấy tôi đi nhiều nhà thờ, có một nhà thờ tôi bạn tôi đưa đến mà tôi thấy giật mình. Vì phụ nữ mặc khờ, nhìn thấy cả ngực, mặc ngắn ở đây. Rồi họ ngồi trong nhà thờ, họ đưa chân lên ghế, họ rung đùi. Nhưng họ ở đây rất là mạnh, tức là một phần góc độ nào đó thì họ mạnh mẽ, họ vẫn truyền giáo, họ cầu nguyện tiếng lạ các thứ. Nhưng mà tôi nói rằng là đã mất đi một phần đẹp đẽ trong lời răn dạy của Chúa khi đến nhà. Kinh Thánh dạy gì ở trong đối với thầy tế lễ khi phục vụ ở trong đền thờ? Lời Chúa dạy là phải may cả quần lót cho người thầy tế lễ để khi bước lên bậc thang ấy thì không, cái sự kín dấu nó không bị tố lộ ra, kẻo người sẽ bị chết. Chúng ta thấy không ạ? Thế nhưng mà thế giới phương Tây, tôi không nói tất cả, thế giới phương Tây đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tư tưởng của thế gian. Đến nỗi họ chấp nhận những cái việc đi vào trong nhà thờ và ăn mặc như ở ngoài đường. Và rồi châu Á cũng như thế. Rồi châu Á cũng như thế, quý vị ở Việt Nam như thế phải không ạ? Tôi nói với quý vị rằng, đến Singapore, đến Malaysia, nơi mà tôi vẫn thường đi đến. Người ta đi đến nhà thờ, người ta mặc quần đến đây. Cả đàn ông, phụ nữ mặc đến đây. Tôi thì tôi cứ lắc đầu thôi, được không? Không được. Người ta không tôn trọng sự hiện diện của Chúa tại đây đâu. Mặc dù những người đấy họ có những cái suy nghĩ như thế, họ cho nó là bình thường, nhưng mà họ lại rất là nhiệt tình cầu nguyện, họ rất nhiệt tình đi làm chứng với Chúa hoặc là truyền giáo. Quý vị thấy không? Trước mặt Chúa, tôi nói là chúng ta có 10 điều, nhưng trong 10 điều đó có thể chỉ có một điều thôi mà nó đậm nét của thế gian, chúng ta cần phải gỡ bỏ. Vì nếu như chúng ta không gỡ bỏ những cái hệ tư tưởng đó của thế gian thì thần linh, thánh linh của Chúa không thể vận hành một cách mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta được. Cái đồn lũy thứ ba mà cần phải gỡ bỏ đó là đồn lũy thứ hai, đó là những cái kinh nghiệm như tôi nói, rồi cái kinh nghiệm và những cái thế gian, hai cái nó trộn lẫn vào với nhau. Cái thứ ba đó là những cái giáo lý sai lầm. Những cái giáo lý sai lầm, chúng ta là những người ở thế hệ đầu tin Chúa thì chúng ta học cái gì chúng ta biết rồi đấy. Nhưng mà cũng có những nơi người ta đã tin Chúa hàng rất nhiều năm thì người ta có những cái sự giáo dục sai lầm. Ví dụ, có những người, người ta không chấp nhận cầu nguyện tiếng lạ, không chấp nhận những lời tiên tri, không chấp nhận việc đuổi quỷ, không chấp nhận việc cầu nguyện chữa lành siêu nhiên, vì người ta cho rằng là tất cả những điều đấy đã chấm dứt khi mà Kinh Thánh được viết ra. Đó. Cho nên những người được sản sinh ra từ những cái hội thánh mà phủ nhận đi chín thần tư thanh linh thì tín đồ sẽ không kinh nghiệm được quyền phép của Chúa. Tôi là người tin Chúa từ hội thánh truyền thống. Trong nhiều năm tôi nhóm hội thánh truyền thống, tôi không biết gì về thánh linh hết. Tôi chỉ biết tôi tin ba ngôi Đức Chúa Trời. Tôi chỉ biết Chúa Cha là Chúa Trời, Giê-xu là Chúa Trời, Thánh Linh là Chúa Trời, và biết nhờ ăn năn tội lỗi và tin đến Chúa Giê-xu tôi được cứu rỗi. Và tôi được nghe những cái bài giảng làm thế nào để thánh hóa đời sống của mình, từ bỏ đi cái lối sống sai. Chẳng hết không biết cái điều gì khác. Nhưng mà sau khi tôi được nghe những cái bài giảng hoàn toàn khác so với những gì mình đã từng được nghe, khác ở đây không phải là khác biệt mà thêm lên là bắt đầu nghe về quyền phép của Thánh Linh, và tôi bắt đầu kinh nghiệm phép ban tang Thánh Linh bằng việc nói tiếng lạ lần đầu tiên trong cuộc đời vào năm 1997. Và tôi cứ đúng đấy, tôi nói không dừng. Trước đó tôi chẳng biết tiếng lạ là cái gì,
Và từ kinh nghiệm cầu nguyện tiếng lạ đó là lửa Thánh Linh của Chúa nó bùng cháy trong tôi, và từ đấy trở đi tôi phục vụ Chúa. Và tôi say mê Chúa từ đó trở đi. Và những cái giáo lý sai lệch nó có thể cản trở mỗi một chúng ta kinh nghiệm được quyền phép của Chúa. Và đấy là những cái sự dạy dỗ nó hình thành lên cái hệ tư tưởng và cần phải gỡ bỏ. Có những nơi thì người ta dạy rằng là không được cầu nguyện tiếng lạ trong hội thánh. Nếu mà cầu nguyện thì về nhà mà cầu nguyện. Cho nên tín đồ sinh trưởng ở trong hội thánh đấy, người ta cũng thực hành y như thế luôn, không được cầu nguyện tiếng lạ trong hội thánh. Mà muốn làm gì thì về nhà mà tự cầu nguyện, chứ không được cầu nguyện ở trong hội thánh. Kinh Thánh không dạy chúng ta là chỉ được cầu nguyện tiếng lạ ở tại nhà mà không được cầu nguyện tiếng lạ ở trong hội thánh. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng là trong Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô nói là người nào mà nói tiếng lạ thì phải có người thông giải, còn nếu không thì im lặng. Và ông nói trong trường hợp nào? Ông nói trong trường hợp là nói tiếng lạ, chứ ông không nói trong trường hợp cầu nguyện tiếng lạ. Ta hiểu sự khác biệt giữa nói tiếng lạ và cầu nguyện tiếng lạ chưa? Nói tiếng lạ là phải là đứng lên cầm micro đứng trước mọi người nói, mọi người im lặng để lắng nghe. Thì một người như thế được phải có một người thông giải. Còn nếu không phải là nói tiếng lạ thì nó là cầu nguyện tiếng lạ, và tất cả mỗi chúng ta đều được phép cầu nguyện tiếng lạ. Paulo nói rằng tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Những cái giáo lý sai lệch kiểm soát trên hội thánh của Chúa rất là nhiều. Quý vị nghĩ thế nào về người chết? Người chết có liên thông gì với người sống được không? Không ạ. Không có liên hệ gì với người sống, và người sống không có liên hệ gì với người chết theo Kinh Thánh đó. Thế nhưng những người sinh trưởng ở trong hội thánh công giáo thì người ta được dạy rằng là chúng ta vẫn có thể cầu nguyện cho người chết. Vì người chết ở ngục luyện tội. Người sống ở đây cầu nguyện, cầu kinh, dâng tạ, thì người chết đấy sẽ có cơ hội để được thoát ra khỏi cái ngục luyện tội đó. Và đó cũng là những cái hệ tư tưởng, những đồn lý phi Kinh Thánh mà cần phải được gỡ bỏ. Amen. Tôi không nói đến hệ thống công giáo đâu. Ngay cả trong hệ thống tin lành của chúng ta cũng có rất nhiều cái hệ thống niềm tin không đúng Kinh Thánh. Tôi đến vào cái hội thánh ở miền núi, họ mới nhờ tôi là cầu nguyện là tay chữa lành. Tôi mới bảo rằng là được, tôi có thể cầu nguyện là tay chữa lành, nhưng mà trước hết thì dự tiệc thánh. Thì người lãnh đạo ấy nói: mục sư ơi, hội thánh của chúng em ấy chỉ có một tháng mới dự tiệc thánh có một lần thôi, cho nên bây giờ chưa phải đầu tháng thì không phép được, không dự được. Chỗ nào trong Kinh Thánh dạy chúng ta là một tháng mới được phép dự tiệc thánh một lần? Ông bà anh chị em ai đọc Kinh Thánh cho tôi biết là chỗ nào trong Kinh Thánh dạy chúng ta là một tháng mới được phép dự tiệc thánh một lần? Sứ đồ Phao-lô nói rằng là hãy làm điều đó bất cứ khi nào anh em nhóm nhau lại. Ở trong bản King James thì nói rằng là dùng cái từ often, tức là hãy làm nó thường xuyên. Tiệc thánh là phước hạnh, Phao-lô gọi tiệc thánh là chén phước hạnh, mà chén phước hạnh mà chúng ta uống, bánh phước hạnh mà chúng ta ăn. Cho nên là mỗi khi chúng ta dự, đó là chúng ta được dự phần vào phước hạnh để được khai phóng các phước hạnh của tiệc thánh cho mỗi một chúng ta. Và đấy là những cái hệ thống của tôn giáo nó làm ảnh hưởng và làm cản trở cái sự vận hành của Chúa ở trong hội thánh, và cần phải được gỡ bỏ. Cho nên hội thánh của chúng ta, tôi thực hành tất cả những gì Kinh Thánh dạy, tôi không thực hành những gì mà người khác tin. Và những người khác thực hành nếu nó không phù hợp với Kinh Thánh
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi sẽ không chia sẻ nữa. Tôi chỉ tóm gọn lại một số điều tôi đã chia sẻ. Có ba cái nguồn gốc về các đồn lũy. Nguồn gốc đầu tiên đó là đồn lũy của thế gian, thứ hai là đồn lũy của kinh nghiệm, thứ ba là đồn lũy của những giáo lý phải lầm. Amen. Cảm ơn Chúa. Thì đang về nhà chúng ta có thể tự làm một cái bảng trắc nghiệm, liệt kê ra trong cái hệ tư tưởng của mình thì có những cái tư tưởng nào mà nó còn đậm màu thế gian hay không mà chúng ta cần phải gỡ bỏ. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ tôi muốn dành thời gian cầu nguyện giờ phút này. Quý vị biết là ngày mai là ngày gì không ạ? Ngày mai là ngày gì ạ? Trăng tròn. Trăng non hay trăng tròn? Trăng non tức là ngày đầu tháng, đầu tháng âm lịch, và trăng tròn là ngày giữa tháng. Ngày gì ạ? Trăng non. Vâng. Ngày mai là mùng 1 âm lịch. Và theo lịch của Do Thái và theo lịch của Kinh Thánh, đó là tháng bắt đầu của tháng Nisan. Tháng Nisan là tháng năm mới của người Israel. Đây là thời điểm dân Israel được giải cứu ra khỏi Ai Cập. Chú nói là cái ngày mà ngươi được giải cứu ra khỏi Ai Cập thì đấy là ngày bắt đầu của một năm mới. Người Israel có hai năm mới. Năm mới theo lịch quốc gia thì là vào tháng 9, và năm mới theo lịch tôn giáo, theo lịch Kinh Thánh thì là vào ngày thứ hai. Và đấy là ngày mà Chúa dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập ấy. Và Chúa bảo là cái ngày mà ngươi ra khỏi Ai Cập ấy, là ngày thiết định là ngày năm mới, và đây là cái ngày của biểu tượng của gì ạ? Tự do. Của giải phóng. Của gì nữa? Khi họ ra khỏi Ai Cập thì họ có cái gì? Họ được tự do này. Họ có gì nữa? Rất nhiều vàng bạc. Vàng bạc ở đâu mà ra? Chúa cảm động lòng về Ai Cập cho dân Israel rất là nhiều vàng bạc. Và Chúa dùng điều đó để bù lại cho 400 năm họ bị làm nô lệ. Và bắt đầu thì Chúa trả lại cho họ trong một ngày. Và cái ngày này họ kinh nghiệm phép lạ rẽ biển đỏ. Có phải không ạ? Và bắt đầu cái ngày này trở đi thì họ kinh nghiệm cái việc Chúa làm mana từ trên trời nuôi họ trong vòng 30 năm. Cho nên cái tháng Nisan là tháng rất là đặc biệt để chúng ta có thể công bố và khai phóng các phước hạnh của Chúa cho mỗi người chúng ta. Amen. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Chúa. Cầu nguyện xin mời nàng. Thế đầu tiên là chúng ta cầu nguyện để ăn năn, xin Chúa tha thứ chúng ta vì có những tư tưởng nào của thế gian mà nó đã in sẵn ở trong đầu của chúng ta. Có thể là những cái hệ tư tưởng của phong thủy, có thể là những hệ tư tưởng về giới tính, có những hệ tư tưởng về sắc đẹp, về đất đai, vân vân. Những cái hệ tư tưởng nào mà nó còn ở trong chúng ta mà ngược lại với lời Chúa, chúng ta xin Chúa tha thứ và chúng ta nhân danh Chúa để gỡ bỏ. Chúng ta nói là trong danh của Chúa Giêsu con gỡ bỏ tất cả những hệ tư tưởng nào ngược lại với lời của Ngài. Xin Chúa tha thứ vì đã tiếp nhận những hệ tư tưởng của thế gian. Trong danh Chúa Jesus Christ con gỡ bỏ tất cả những hệ tư tưởng nào trái ngược lại với lời của Đức Chúa Trời. Con bắt các tư tưởng đó phải phục trước lời Chúa. Tất cả những tư tưởng của thế gian mà con không nhận diện được, trong danh Chúa Giêsu, Ngài hãy phơi bày nó
trước ánh sáng của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, con có năng lực, sức mạnh để chiến thắng thế gian, ma quỷ, xác thịt. Con bước đi theo lời của Đức Chúa Trời và Thánh Linh. Những hệ tư tưởng của tôn giáo không được phép kiểm soát trong tâm trí của con. Con giao nộp tâm trí, tâm linh, thân thể con cho Chúa. Và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.